Ngoài xin giới thiệu tới quý vị dự án 4 căn nhà cách với lại trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông kéo dài, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 300m. Với 4 căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở được ngay quý vị ạ. Đường ngõ cực kỳ là thông thoáng, có hai hướng nhà Đông Bắc và hướng nhà Tây Nam nha quý vị. Ngoài sẽ quay một trong 4 căn để gửi tới cho quý vị. Với 4 căn nhà này thì đã bán một căn, còn 3 căn, có 2 căn mặt ngoài và 2 căn mặt trong nha mọi người. Có một căn là căn lô góc. Với cái căn nhà này thì ô tô nhỏ thôi, có thể đỗ lùi vào tận cửa. Ảnh ô tô thì vì quý vị có thể kết bạn Zalo với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể gửi ảnh trực tiếp cái đường ngõ mà có xe ô tô đi vào tận cửa được cho quý vị. Với 4 căn nhà này thì đã có 4 cái cuốn sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Ngoài sẽ quay căn thấp tiền gửi cho quý vị nhé. Với cái căn nhà này thì giá bán chỉ từ 3 tỷ đồng một căn, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, với diện tích là 30,4m, thiết kế và xây dựng 5 tầng ra làm sao, với cái thiết kế có cả tặng kèm theo nội thất nha mọi người. Đây là phần căn nhà của anh muốn quay và gửi cho quý vị. Với cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà, hai lớp cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời người theo em vào cụ thể phần tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà gần như là đã hoàn thiện xong hết rồi. Căn nhà này chỉ có một chút cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn. Kích thước gạch lát nền 60-60 vân đá. Đây là phần phòng khách mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở phần phòng khách này thì chủ nhà có tặng cho mình một chiếc quạt trần. Và ở phần phòng khách thì ở đây có một cái ốp vách PVC giả đá này. Đấy, và nó là thực tế là bằng gỗ và ở đây nó là nhựa mọi người ạ. Đồng thời có kệ tivi. Nói chung với cái không gian diện tích 30,4m, thiết kế thì chỉ tối ưu công năng sử dụng được thôi, chứ còn nếu như để mà nó hoàn hảo theo ý cá nhân của mỗi người thì không thể được. Quan trọng nhất là vị trí. Với vị trí căn nhà này thì gần gì ạ? Gần với trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông khoảng tầm 300m, cách với lại Bùng Binh, ngã tư Lê Trọng Tấn. Từ vị trí căn nhà này nó chỉ khoảng tầm 700m thôi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm theo cái cung đường mà ở Hoài Đức kéo ra đại lộ Thăng Long, hoặc là quý vị nào mà đi làm ở trên đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì cái căn nhà này cũng có thể đáp ứng được cho quý vị. Phạm vi bán kính nó khoảng tầm 8 đến 10 km. Xung quanh còn gì nữa ạ? Trung tâm thương mại Yêumon Hà Đông. Đứng ở trên tầng 5 của ngôi nhà này có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Yêumon Hà Đông. Và ở đây thì gần với bệnh viện Đa khoa Hà Đông này, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Ca Tân Triều, giao thông đi lại rất là hợp lý rồi. Trường học tiếp theo. Với cái căn nhà này, giờ gần với lại một số trường học, trường tiểu học, trường mầm non Kim Đồng Dương Nội, gần với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Nói chung nếu như cái căn nhà này quý vị có thể ở hoặc quý vị có thể đầu tư khi mà có một dòng tiền ổn định thì quý vị có thể cho thuê cũng rất là hợp lý. Thôi, tiếp theo vào với cái vấn đề chính. Ngoài cái phần tầng 1 phòng khách thì ở đây còn phòng bếp nhé mọi người ạ. Và như Ngọc Ánh đã chia sẻ thì với căn nhà này chủ nhà có tặng cho mình một chút đồ nội thất, ví dụ như là quạt trần ở kia rồi. Ở trong không gian phòng bếp thì ngoài thiết kế tủ bếp như tất cả các chủ đầu tư thì ở đây chủ đầu tư này thiết kế tặng thêm cho mình một hút mùi này, một bếp, một bộ bếp từ thương hiệu Kenji nha mọi người. Đó. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite và phụ kiện bếp đi kèm thì đều được thiết kế đầy đủ trang bị cho mình xong hết rồi. Phụ kiện chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn. Với cái căn nhà này giá chào bán 3 tỷ đồng thì quý vị có thể hỗ trợ được vay vốn tối đa cho quý vị khoảng tầm 1,6 tỷ cho tới 1,7 tỷ phần ngân hàng. Số tiền còn lại thì quý vị chuẩn bị trước cho Ngọc Ánh về cái phần tiền mặt để quý vị có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này nhé. Và ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh này thì đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi mọi người ạ. Chỉ có bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây là cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, một vách gỗ rất là hợp lý, vừa để trang trí vừa để ngăn cách phong thủy, ngăn cái phần cầu thang thẳng ra phần cửa chính mọi người ạ. Mặt bậc cổ bậc cầu thang thì là ốp đá đen cổ trắng, tay vịn của cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Như vậy Ngọc Ánh đã review
chi tiết đường này, hướng, giá, vị trí của căn nhà này. Cụ thể, nó thuộc Ý La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách với trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông 300m thôi. Mọi người muốn tìm hiểu ngay thì liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh nhé. Và sau đây, xin mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với ngôi nhà này, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh, hành lang đi vào từ phía cầu thang đi vào trong cái căn phòng này rất là rộng nha mọi người, rất là thoáng. Hướng nhà này, cụ thể cái hướng nhà mà ngoài đang quay, nó là hướng đông bắc, ngoài ra còn có hướng tây nam cho quý vị có thể lựa chọn. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 2, đây. Phía tầng 2 này thì có ban công mở hướng được ra phía bên ngoài. Và ở trong cái không gian phòng ngủ thì ở đây chủ nhà tặng cho mình một chiếc điều hòa cũng như là rèm cửa, sàn gỗ công nghiệp, phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, rồi là hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với tất cả các cửa thông phòng của cái ngôi nhà này, tầng 2, tầng 3 và tầng 4, thiết kế ở đây là cửa nhựa lõi thép nha mọi người. Đó. Và với cái phần hoàn thiện cực kỳ chỉnh chu, tầng 2 còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng. Và tiếp theo ở phía tầng 2, chủ nhà có tặng cho mình một bình nóng lạnh. Đó, ở trong cái không gian phòng tầng 2, phòng vệ sinh này thì có quạt hút mùi này, hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu, lavabo, đầy đủ công năng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp cho quý vị. Đó. Và đây là tầng 2 rồi, mời mọi người theo em lên tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, tầng 3, tầng 2 và tầng 4 thiết kế tương tự nhau, đều thiết kế một phòng ngủ rộng, ban công. Chỉ có duy nhất tầng 4 thì là không thiết kế điều hòa thôi mọi người ạ. Bởi vì cái ngôi nhà này thì chủ nhà tặng cho mình hai chiếc điều hòa, hai chiếc bình nóng lạnh. Đó, rèm cửa, quạt trần, bếp hút mùi. Như vậy với cái căn nhà này nếu như tính đơn giản ra thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay, sắm thêm một chút về nội thất giường tủ nữa thôi mọi người ạ. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. À, cũng bình nóng lạnh này, bồn cầu này, hệ thống sen tắm này, quạt hút mùi đầy đủ. Và phòng tắm cũng khá là rộng rãi để cho quý vị nhìn đây, rất là rộng luôn. Riêng phía tầng 3 ấy, thì ở đây lại thiết kế phòng ngủ master, có nghĩa là phòng ngủ và nhà vệ sinh đây mọi người ơi. Bên trong, còn tầng 2 thì nhà vệ sinh lại để ở phía bên ngoài. Tầng 4 cũng vậy. Như vậy ngoài đã review cũng rất đầy đủ cho mọi người. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 giống nhau. Thì sau đây mời mọi người theo em lên khám phá tầng 5 của ngôi nhà nhé. Với tầng 5 của ngôi nhà, ở đây có một cái ô dính trời để lấy thoáng và cũng như là ánh sáng xuống toàn bộ khu vực 5 tầng cầu thang. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau quý vị nha. Đây là phần để máy giặt. Quý vị có thể nhìn thực tế nhá, Ngọc Ánh sẽ review căn này nó khá là khác so với những cái căn nhà 5 tầng khác. Và tiếp theo, ở đây có một cái ô để làm phòng thờ, một cái phòng nho nhỏ xinh xắn. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế, có cửa riêng. Đây. Chắc chắn là quý vị nào cũng sẽ nghĩ là sao lại bí thế đúng không? Bởi vì ở đây nó còn một ô cửa sổ nữa. Tuy nhiên thì chủ nhà người ta chưa kịp cắt thì Ngọc Ánh đã quay rồi. Còn người ta cắt một ô cửa sổ nó là cực kỳ là thoáng. Và phần còn lại đây là phần sân phơi. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế đứng từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Ion Hà Đông này, nhìn thấy khu đô thị Dương Nội ở đây này, Galaxy Simco này, Lê Trọng Tấn. Xung quanh dân cư quá là đông đúc, gần với lại trục đường chính Lê Trọng Tấn. Quý vị nào mà đi làm theo cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc là cái đường Lê Trọng Tấn mà đi ra tới thiên đường Bảo Sơn, đi lên ra đại lộ Thăng Long thì rất là gần. Vậy cho nên với cái giá chào bán 3 tỷ cho một căn nhà 5 tầng, vị trí này thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, giá rất là hợp lý với vị trí cùng với cái khu vực. Và sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. 0983013403 hoặc 0888041444 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.